Với các chị em phụ nữ thì mỹ phẩm là sản phẩm thiết thân, không thể thiếu hàng ngày. Tuy nhiên thông tin ngay sau đây hẳn là sẽ làm cho nhiều chị em cảm thấy lo lắng khi mà cơ quan chức năng vừa phát hiện nhiều mỹ phẩm có chứa corticoid với nồng độ cao đang gây nguy hại với sức khỏe của người sử dụng. Đây là thông tin được Phòng Mỹ phẩm Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương công bố trong sáng ngày hôm nay. Theo đó, trong 10 mẫu được lấy ngẫu nhiên trên thị trường Hà Nội, chủ yếu tại các cửa hàng bán mỹ phẩm, đã có tới 7 mẫu kiểm nghiệm đều phát hiện có chứa nồng độ corticoid rất cao. Trong đó thì phần nhiều là những mỹ phẩm được chủ cửa hàng cho biết là hàng xách tay của các hãng nổi tiếng. Theo đại diện Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, chưa xác nhận các mẫu mỹ phẩm được lấy để kiểm nghiệm là hàng chính hãng hay không, nhưng phần nhiều kết quả kiểm nghiệm đều không an toàn, đặc biệt là có chứa nồng độ corticoid. Với các sản phẩm này, nếu sử dụng thì nguy cơ bị dị ứng hay biến chứng rất lớn. Hiện nhu cầu sử dụng mỹ phẩm trong chăm sóc da là tất yếu. Tuy nhiên, ngay cả đối với mỹ phẩm chính hãng, nếu không phù hợp với cơ địa cũng có thể gây ra dị ứng, tổn hại da. Đối với mỹ phẩm chứa corticoid bán trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc thì càng nguy hiểm. Các chuyên gia y tế cũng nhận định, những bệnh nhân khi nhập viện vì dị ứng mỹ phẩm kém chất lượng hầu hết đều ở trường hợp nặng và khó điều trị. Vâng, câu chuyện về mỹ phẩm giả nhái đã không còn lạ ở những thành phố lớn như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là con số mà Thanh Huyền sẽ cung cấp sau đây thì có lẽ là sẽ làm ngạc nhiên nhiều người. Đó là theo một cuộc khảo sát gần đây thì hiện có đến hơn 50% số mỹ phẩm tại nước ta bị làm giả. Và riêng ở Hà Nội thì đã có tới 47% mỹ phẩm lưu hành là hàng giả hàng nhái. Mỹ phẩm làm đẹp thì có rất là nhiều những cái mặt hàng chúng ta có thể kể tới như là kem dưỡng da cho đến dầu gội đầu hay là thậm chí là sơn móng tay thì đều thuộc loại là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với làn da của chúng ta. Vì vậy nếu như là khi sử dụng mà bị dị ứng hoặc là sử dụng phải những cái sản phẩm mà kém chất lượng thì tất cả những cái tác hại này sẽ thể hiện rõ nhất là trên da mặt và trên chính cơ thể. Với những trường hợp nghiêm trọng thì sẽ còn để lại những di chứng suốt đời nữa. Vâng, và những năm gần đây thì số ca nhập viện vì dị ứng mỹ phẩm đang ngày càng gia tăng một cách chóng mặt, và trong 10 trường hợp nhập viện vì dị ứng mỹ phẩm thì có đến 7 trường hợp là do mỹ phẩm làm trắng da và mỹ phẩm trang điểm. Đây là thông tin được cung cấp từ Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai.